Hi, xin chào em nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi săn các loài động vật nha. Ta sẽ mang theo một cái giỏ này. Rồi, ok. Let's cùng đi nào. Sẽ đi ra khu vực đằng này xem nào. Qua. Wow. Chỗ này làm gì mà có rất là nhiều bùn đất và nước này em này. Ta xem nào. Wow. Các em ơi, ở đây hình như là có rất là nhiều các con vật này. Wow. Con vật này nó đang bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy này các em này. Wow, rất là nhiều luôn. Ta sẽ cùng nhau để giải cứu các con vật này nhá. Yeah. Tiên là một con lợn này. Wow, bạn lợn này đã bị mắc kẹt ở dây. Ui, con gì đây? Một chú sư tử này. Ok. Wow, chú voi này rất to cũng đang bị mắc kẹt này. Rồi. Một chú voi nhá. Tiếp tục nào. Wow, bạn này đến tận cổ rồi luôn này, này. Bạn này mắc rất là chặt ở dưới. Một bạn ngựa vằn nha. Tiếp tục nào. Wow, bạn này cũng thế này. Một chú kangaroo. Chú kangaroo này. Chú cá sấu này em nhé. Chú sư tử này cũng đang bị mắc kẹt rất chặt này. Tiếp tục nào. Đây có một bạn gấu này. Vì bạn gấu này đang giãy giụa để lên này. Tôi sẽ giải cứu bạn này đấy. Đấy, một bạn gấu. Bạn ngựa vằn này. Wow, bạn hà mã này rất to này. Rồi, lên rồi. Bạn hà mã nha. Ô, cả chú khủng long này. Chú khủng long cũng đang bị mắc kẹt ở đây các bạn. Chú khủng long bảo chúa cũng bị mắc kẹt này. Wow, bạn ngựa này chìm tới cổ luôn rồi. Một chú ngựa màu đen này. Wow, bạn ngựa vằn này cổ rất là dài mà cũng bị mắc kẹt ở đây luôn. Wow, chú cá gì đây? Cá gì màu vàng đây? À, một chú cá chép đây các em ạ. Wow, một bạn rùa này. Bạn rùa cũng bị mắc kẹt luôn. Cá sấu. Cá mập cũng bị mắc kẹt luôn này. Ê, một bạn cá mập. Con gì đây nữa này. À, một con gà các em nhé. Đó, một con gà. Wow, bạn này chỉ hở mỗi cái lưng này. Đây là một chú lạc đà. Đấy, lạc đà cũng bị mắc kẹt này. Bạn gì đây, gần chìm rồi. Để cho bạn này lên nhanh nào. Wow, một con báo đốm nha. Ok. Một con hổ này. Con ngựa nha. Gì đây? Một con gấu này. Ok. Một con bò nha. Con bò này cũng đã bị chìm gần hết cả người luôn em. Wow, còn một chú voi này. Voi này rất là sâu ấy. Wow, một bạn voi nhá. Đó, rất là nhiều các con vật nha. Chúng ta sẽ mang các cái bạn động vật này về. Rồi, xin chào các em nha.